máy cơ xích 12 inch đến từ thương hiệu Boston. Em máy này sẽ có tốc độ vòng tua không tải là 2500 vòng trên phút và có tốc độ cắt là 6m/giây, có bình chai nhất tự động. Và bây giờ em sẽ đi test máy này cho anh em nhé. Hiện tại ở đây là đang có cho anh em là cái thân cây gỗ khá là to đây. Và bây giờ sẽ test thử máy luôn cho anh em nhé. Wow, phát một rồi anh em ơi. Vừa rồi em đã test cho anh em con cưng 12 inch này của nhà Boston rồi, thì mức giá quá là rẻ và chất lượng quá là ok. Anh em có thể thấy nhá, cắt cực kỳ là mượt luôn. Anh em nào đang cần tìm một con cưng như vậy thì chốt luôn cho em nhá.